Con nhậu xịn rồi mày né đi, tao bẻ giò nó xịn răng. Tao bẻ giò nó xịn răng bây giờ. Nguy hiểm quá. Thôi lấy nhét bất lòng. Cái tối năm nhắc nhờ mà nó gọi để vậy. Đúng rồi. Nó làm như lấy đất á. Không, lấy được. Vậy con ráng ăn như con này mất mặt má quá. Mất mặt má. Má già nào hết của con mình. Má như vậy, má mập như cái lùi. Đây con má chua sữa. Chế này mới nó mới chua lên mới đã phải không? Không, nhưng mà cái này mình phải nhưng mà có. Thích ăn tỏi này nè. Mình có miếng sa tế trộn này là ngon. Không, có chanh trộn vô là ngon. Ớt, tương ớt nhiều nhiều luôn. Tương ớt Hậu An á. Tương ớt nhiều nhiều luôn. Đó là cái sa tế á. Trộn thêm chanh á. Cái gì mà sốt tương ớt nhiều luôn hả? Ngồi đây chôm được có 2 gói. Thôi giờ gói đem về đi, mai mình trộm ăn. Không, cái này gói đem về được đó thôi. Sáng mai mình tổ chức đi. Cái này lấy nữa có cái ly sạch sạch không đỡ cho quay lại. Lần lắm rồi. Rồi rồi. 3 lần 1. 1 2 3. Vô. Rồi. 1 lần 3 có ngược. Vô nhỏ nhỏ cho ông chủ uống đuổi ra bây giờ. Vô. Mình vô. Không phải ông đâu. Cái chỗ đó bán tùy nằm á, đổ bia đó. Đó. Tối nay em nằm chỗ đó rồi. Đấy ông phải ngon lắm, sợ dơ lắm. Xuống dưới là tương ớt rồi chai lọ rồi tương nước hết trơn nó không còn cái gì nữa. Hình như ở đây bữa sáng hình như là mấy cái đó mình được khách là trước sáng đó, nó bán có bán đồ ăn sáng. Thật mấy lần trước lấy hết mẹ rồi. Cũng giống vậy á. Giống như chàng hoa đường rồi tính lắc để lấy mà nó bám bám nó còn bao ra đường giống một dài nó hút mẹ.